Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một loại bệnh trên cây cà chua, đó là bệnh héo rũ chít vàng cũng như cách phòng và trị bệnh. Thì ở đây là hình minh họa của bệnh này. Hình này hơi hơi mờ nên mình sẽ xin kéo xuống để mình chia sẻ tiếp. Tên khoa học của bệnh đó là Fusarium SB, tên tiếng Anh đó là Fusarium wilt. Wilt này có nghĩa là héo rũ các bạn, còn Fusarium đó là cái tên tác nhân gây bệnh. Thì tác nhân gây bệnh là do nấm Fusarium SB, bao gồm các chủng như là Fusarium oxyborum, Fusarium otocera, Abel. Và đây là các loại cây trồng, plant là cây trồng có Aster, Basil. Đây là các loại là cây trồng và stem nó là cái triệu chứng của nó. Thì khi bệnh gây hại cây trồng thì nó có sự một số triệu chứng, ví dụ như stem rot, thối rễ, damming off là ngã rạp hoặc héo rũ. Thì tùy tùy theo loại cây trồng thì nó sẽ có những cái triệu chứng. Và quy luật phát sinh và gây hại héo rũ chít vàng thì nấm phát triển nhanh ở thời tiết nóng ẩm, ở nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Trên ruộng đất cát có cái độ chua từ 5, có pH từ 4 đến 5, thiếu đạm và lăng thường cũng thường bị bệnh nhiều. Đất trầm thủy úng nước trong mùa mưa cũng là một điều kiện để gây bệnh. Đất trồng độc canh cây bầu bí dưa cũng là nguy cơ bị nhiễm bệnh cao. Vì vậy nếu chúng ta trồng có quay leo bầu bí thì chúng ta cố gắng là chúng ta luôn canh những cái loại cây khác ở những mùa vụ xen kẽ nhau các bạn nhé. Nấm bệnh cũng dễ dàng lây lan qua vết thương cơ giới hay tuyến trùng và côn trùng chích hút. Bệnh cũng thể xâm nhập vào củ thông qua vết thương hoặc là xây xát khi thu hoạch và gây thối thối củ, khô củ trong quá trình bảo quản. Và triệu chứng của bệnh héo rũ chít vàng đó là triệu chứng là bệnh đó là cây sẽ bị héo rũ và chít vàng. Như các bạn thấy cây cà chua đây bị héo rũ và chít sạp xuống, bình thường gây hại trên cây trưởng thành hoặc là cây đang non trái. Đầu tiên là các lá ngọn bị héo vào buổi trưa và tươi lại vào buổi chiều mát. Sau vài ngày thì cây bệnh chết hẳn và không còn khả năng phục hồi. Nếu mà cây chết nhanh và ta quan sát ở gốc cây, chúng ta thấy thân cây tóc lại nhỏ lại và đôi khi có những tơ nấm mỏng màu trắng bao phủ, thì chúng ta bệnh này là do nấm Fusarium gây ra. Các lá già khi cây chết có màu vàng và khô, thì các bạn cũng phân biệt với mình luôn. Hiện tượng này chúng ta rất là dễ gọi là bị nhầm lẫn bởi bệnh là héo rũ chết xanh. Khi mà cây héo rũ xuống mà cái lá vẫn còn xanh là gọi là héo rũ chết xanh, hay gọi là bệnh héo xanh hay là chết ẻo, thì bệnh đó là do vi khuẩn gây ra các bạn nhé. Còn bệnh này là héo rũ nhưng mà là chết vàng. Ở dưới thì những gốc cây thì ở gần sát mặt đất và gốc thì có những tơ nấm màu trắng xuất hiện, thì đây là bệnh là do nấm. Thì chúng ta dùng thuốc trị nấm, còn bệnh héo rũ héo xanh á, chết xanh á, thì chúng ta là dùng thuốc trị vi khuẩn các bạn nhé. Đó, các bạn phân biệt giúp mình hai cái loại bệnh này, nó cũng là héo nhưng mà héo vàng hay là héo xanh đó. Các bạn nhớ cho mình, héo vàng là do nấm, héo xanh là do vi khuẩn. Còn cách phân biệt rõ hơn nữa thì mình sẽ làm một cái video riêng về phân biệt hai loại bệnh này. Đây chính là cái bệnh mà héo xanh đấy các bạn. Héo xanh thì chúng ta cắt ngang thân cây ra, chúng ta nhúng vào trong một cái ly nước sạch thì chúng ta sẽ thấy nó nhỏ những cái dịch vi khuẩn như thế này các bạn. Đó. Héo xanh đây, cây bị héo xanh đây. Khi mà có bệnh rồi á, thì chúng ta có thể là chúng ta phun một số thuốc có một số hoạt chất sau. Thứ nhất là hoạt chất azoxystrobin có trong thuốc Overamid 300 SC hoặc là azoxygol 600 SL. Thứ hai là chất piraprostobin có trong thuốc Headline 250 SC hoặc là Cabriotop 600 UG. Thứ ba là nhóm hoạt chất fluorouracil, chifluimazone và fluorouracil có trong sản phẩm Cruiser Plus 312.5 SS. Thứ tư là chất Iprodi1 có trong hoạt chất là Viroron 50 PTN hoặc là có trong thuốc Andoron 50 WB hoặc là Roron 50 WB. Hoạt chất thứ năm đó là Tebuconazole có trong sản phẩm Tepro Super 300 mc hoặc là Foliqu 250 EW, và hạt nhân cuối cùng đó là Metronidazole có trong sản phẩm Woodcup 9 SL.